Thành Long Auto xin trân trọng giới thiệu với tất cả mọi người chiếc xe VinFast Lux SA mới về nhé. Xe sản xuất 2020, biển thành phố Hà Nội, màu trắng nội thất nâu, bản Premium anh em nhé, 2.0 Turbo, siêu lướt, lăn bánh 12.000 km. Chất lượng xe còn sơn zin trên 90%, la răng 20. Toàn bộ xe thì đã được check test kiểm tra rất là kỹ càng trước khi chào bán. VinFast Lux SA anh em nhé. Người Việt dùng hàng Việt. Cốp điện tự động anh em ạ. Có camera lùi cảm biến trước sau. Nội thất nâu cực kỳ xịn sò luôn anh em nhé. Xe Việt Nam sản xuất hết sức là hot luôn, cực kỳ đẹp, đời rất cao, sản xuất 2020 anh em nhé. Đăng ký tháng 10/2020, mới lăn bánh có mấy tháng luôn, cực xịn sò luôn. Giá là 1.340.000.000 anh em nhé, có thương lượng một chút. Anh em quan tâm thì liên hệ ngay với lại Thành Long Auto nhé. Thank you, cảm ơn anh em.